Thưa quý vị, được đánh giá là một trong những chủ trương, chính sách thực tiễn và hiệu quả nhất về phát triển thủy sản bền vững trên địa bàn Đà Nẵng, Nghị quyết 255 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân thành phố đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và trách nhiệm của ngư dân đối với nghề cá, nâng cao chất lượng và số lượng đội tàu khai thác xa bờ, kịp thời hỗ trợ bà con vươn khơi bám biển, yên tâm bảo vệ chủ quyền. Nghị quyết 255 được ban hành trong bối cảnh Đà Nẵng thực hiện tái cơ cấu và hiện đại hóa ngành thủy sản xa bờ và là một chính sách hỗ trợ phát triển khai thác hải sản phù hợp và kịp thời cho ngư dân khi kế thừa và tiếp nối quyết định số 47, quyết định số 7068 của Ủy ban Nhân dân thành phố về quy định các chính sách đóng mới tàu khai thác thủy sản và tàu dịch vụ. Sau hơn một năm triển khai, nghị quyết đã đem đến luồng gió mới cho ngành nghề thủy sản nội địa với gần 600 tàu có chiều dài trên 15 mét, chiếm hơn 48% tổng phương tiện cả thành phố. Từ năm 2019 đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố hỗ trợ 11,2 tỷ đồng cho 489 lượt tàu cá của 429 chủ tàu, chủ yếu hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thân tàu, mua thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá và kinh phí thuê cái bao năm đầu tiên và hỗ trợ trang bị máy thiết bị dùng trong bảo quản sản phẩm và khai thác hải sản. Việc hỗ trợ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá và kinh phí thuê bao năm đầu tiên đã tạo điều kiện cho ngư dân chủ động giám sát được hoạt động của tàu cá, kịp thời phối hợp xử lý các tình huống tàu cá vi phạm vùng biển, phòng tránh thiên tai, cứu hộ cứu nạn và giúp cho cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương giám sát chặt chẽ hoạt động tàu cá, ngư trường, vùng biển khai thác nhằm xác định đúng đối tượng chi tiền hỗ trợ giàu cho ngư dân cũng như giúp cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác cứu nạn cứu hộ khi tàu gặp nạn. Đã có cái chương trình mà ra cái quyết định cái công văn như thế mà tiến hành được như đó thì dân Đà Nẵng rất mừng và rất tốt. Cho nên cầu mong các chính quyền địa phương nối được và phải làm được để cho ngư dân Đà Nẵng yên tâm vươn khơi bám biển. Nói chung là nếu so trước đây thì bây giờ có máy móc thì mình đánh bắt hiệu đại hơn. Nói chung là đi xa hơn, rồi nói chung là khai thác nhiều hơn. Rồi nó thật sự đó là cũng nhờ máy móc mà mình biết được cái định hướng của mình đi ở đâu và về ở đâu. Tuy nhiên, từ thực tế cho thấy, Nghị quyết 255 của Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng về quy định chính sách hỗ trợ phát triển khai thác hải sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2019-2025 vẫn còn thiếu sót, đặc biệt chưa cụ thể hóa việc chuyển giao kỹ thuật cho ngư dân. Đây sẽ là nội dung mà ngành nông nghiệp Đà Nẵng cần tập trung tìm kiếm giải pháp, đề xuất bổ sung điều chỉnh để hoàn thiện Nghị quyết 255 thời gian tới, góp phần xây dựng nghề cá hiện đại hóa, phát triển bền vững và ngày một vươn xa.